Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm, chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Thì đúng hơn đây là chương trình đặc biệt của cuối tuần. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ thì mỗi cuối tuần chúng ta vẫn có chương trình đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề, có thể đó là vấn đề liên quan tới thời sự, có thể đó là vấn đề quý vị đang quan tâm trên mạng xã hội, và cũng có thể nó là câu chuyện quá khứ lịch sử. Đó là cái chủ đích của chương trình đặc biệt mỗi cuối tuần của chúng ta. Và quý vị, trong chương trình đặc biệt cuối tuần này thì một số những cái thông tin mới nhất và cũ tôi có được cho thấy rằng đất nước Mỹ vẫn khẳng định đó là một nền tư bản. Bất kỳ ai muốn transform, tức là muốn thay đổi cái xã hội Mỹ này thành một cái xã hội khác như là dân xã hội về xã hội chủ nghĩa, cộng sản, tôi nghĩ là impossible. Tôi nghĩ là không thể xảy ra được. Quý vị, bản tin đầu tiên, một trong những công ty giải trí từng là thần tượng của cả triệu thế hệ khác nhau, cả triệu trẻ em và là nhiều thế hệ khác nhau, bây giờ phải thú nhận là cái chương trình left wing của họ, tức là cái chương trình gọi là can dự vào vấn đề chính trị phương tả của họ, đã khiến cho tổn thương rất là nhiều những cái nhà đầu tư của họ. Đây là công ty Walt Disney. Quý vị, Disney cho biết thừa nhận là chính những cái chương trình về chính trị khuynh tả của họ đã gây tổn thương cho các cổ đông. Bản tin mới nhất thì trong một cái bài viết mới nhất thì cha đẻ của chủ nghĩa tư bản Adam Smith, người đã mang đến cho tất cả chúng ta cái xã hội tư bản và đã làm cái thị trường tự do trong 300 năm qua, và Disney giờ đây đã thừa nhận là họ đã bị đẩy ngược lại khi mà họ có những cái chương trình về xã hội, nghị trình của họ. Một trong những chuyên gia về pháp lý là cựu chánh án là Jonathan Turley đã viết trong một cái trang quan điểm trên tờ The Hill. Trong thời gian gần đây thì Disney cho thấy rằng là cái việc mà gọi là cái chủ nghĩa tư bản của Smith đã đẩy lùi cái con chuột của Disney. Trong đó thì công ty này đã lên tiếng và cho biết rằng họ đã bị tua lỗ khá nhiều. Cái chương trình Disney trong tuần này đã chính thức điện để đơn với SEC và cho biết rằng là có một vài cái sai lạc dẫn tới việc mà họ mất rất nhiều hàng tỷ Mỹ Kim trong cái quá trình hoạt động của họ. Chúng tôi đang đối diện với một cái tình trạng gọi là sự thiếu tin tưởng của giới tiêu thụ trong vấn đề giải trí, du lịch và kể cả những cái sản phẩm tiêu thụ, trong đó tác hại bởi vì đến cái kỹ nghệ giải trí của chúng tôi và khiến cho những cái giải trí chúng tôi đã không có thêm lợi nhuận, và chúng tôi đối diện với những cái sự thay đổi trong cái chiến lược về thương mại của chúng tôi, trong đó có ảnh hưởng rất nhiều và ảnh hưởng tới cái chi phí về cấu trúc cũng như là về lợi nhuận của tất cả giá trị của tất cả tài sản của chúng tôi. Đó là một trong những cái điền đơn của Disney. Và về tổng quát thì cái lợi nhuận và cái quyền lợi của chúng tôi đã bị tác hại bởi các sản phẩm mà trong đó đã đưa ra những sản phẩm để phục vụ giá trị cho khách hàng, và nó đã làm cho tổn thương cả khối khán giả của chúng tôi. Và giới tiêu thụ đã có nhiều cái vấn đề gọi là quyền lợi công cộng, bao gồm nỗ lực của chúng tôi về môi trường và xã hội. Nó có những cái đường hướng mở rộng khác nhau, tuy nhiên nó làm cho chúng tôi thiệt hại. Đây là một trong những cái bản báo cáo mới nhất của Disney đã chính thức đệ đơn với SEC, tức là cơ quan giám sát thị trường chứng khoán, là báo cáo về tình trạng thua lỗ của họ trong cái năm 2022 và 2023. Như vậy thì quý vị, Disney đã đụng rất là quyết liệt với lại ông thống đốc của tiểu bang Florida, Ron DeSantis. Khi mà ông Ron DeSantis ban lệnh cấm giảng dạy tất cả những cái tư tưởng, tôi nói là những cái tư tưởng, những cái thuyết về giới tính và về đồng tính ở trong các cái trường học tại Florida, Disney đã ra mặt đối đầu với ông. Và cuối cùng dẫn tới một cái cuộc thư hùng lớn. Và trong đó thì ông Ron DeSantis đã ra lệnh là cho bổ nhiệm lại những cái hội đồng quản trị của khu đất mà họ tiểu bang Florida đã giao cho Disney để mà quản trị. Thì cuối cùng quý vị, giới bảo thủ họ không chấp nhận được cái đường hướng hiện nay của Walt Disney, và họ đã cho con cái họ không tiếp xúc với những sản phẩm của Disney vốn là những sản phẩm dành cho trẻ em. Trong đó quý vị còn nhớ là rất nhiều thế hệ Hoa Kỳ trưởng thành, họ đều xem Disney giống như là một vùng đất mơ mộng của họ,
một vùng đất mà mấy đứa trẻ rất là nên thơ, rất là vô tư với những cái trò chơi ở trong cái Disneyland, hoặc là những cái phim hoạt hình, hoặc là những cái phim mang tính chất giáo dục và mang tính chất nhấn mạnh sự cái tuổi thơ vô tư của tuổi trẻ. Đây là cái căn bản phát triển của công ty Disney. Tôi có thể nói đây là căn bản phát triển của công ty Disney, và kể cả người sáng lập Disney là Walt Disney cũng mong ước như vậy. Ông mong ước có được một cái tuổi thơ đẹp cho tất cả trẻ em trên thế giới. Tuy nhiên, sau này thì Disney đã bị thay thế bởi một nhóm người ở tại California và New York. Và những nhóm người này đặt cái lợi nhuận lên, lúc đầu họ đặt cái lợi nhuận lên cao. Họ hợp tác và sẵn sàng trục lợi với những nước độc tài toàn trị như Cộng sản. Họ hợp tác chặt chẽ luôn. Rồi thứ hai là họ thúc đẩy những cái chương trình theo cái nghị trình khuynh tả, và trong đó nhồi nhét vào qua các sản phẩm của họ, từ phim ảnh, giải trí cho tới truyền hình. Quý vị, họ nhồi nhét vào đó những cái tư tưởng về xã hội, về môi trường. Những tư tưởng xã hội chủ nghĩa bắt nguồn từ cái nguồn gốc của Cộng sản. Chính điều này đã dẫn tới một cái phản ứng ngược của các phụ huynh. Và rồi thì bây giờ công ty Disney đã khai lỗ. Và họ nói rằng họ đã đi sai lầm trong một vài cái bước chiến lược của họ. Mà trong những sai lầm đó chính là cái chính sách về môi trường và xã hội đã khiến cho các nhà đầu tư bị tổn thương. Và những công ty, những cổ đông của công ty đã bị tổn thương. Và trong thời gian tới, nếu không thay đổi tất cả quá trình này, quý vị, Disney sẽ tiếp tục thua lỗ. Mặc dù rằng họ cố gắng để gây dựng cái khán giả ở trên Hulu, tức là một cái trang app mà họ dùng để chiếu phim của họ, thay vì là họ chiếu ở trên rạp hay ra DVD, thì họ dùng cái trang Hulu để mà có thêm subscriber, nhưng cuối cùng cũng thất bại, là bởi vì cái sự từ chối của khán giả với những cái chương trình phim ảnh họ đầu tư nội dung đều thay đổi tất cả những cái lịch sử, thay đổi tất cả những cái nền tảng gốc gác, và gần như là thúc đẩy về cái khuynh hướng xã hội môi trường, và trong đó họ gần như thiên về giới đồng tính. Nếu mà thiên về giới đồng tính thì cũng không có gì gọi là big deal quý vị, nhưng họ thiên về những thành phần cực tả trong giới đồng tính. Chính vì vậy họ thua lỗ. Và chưa kể là Disney đâu quý vị, còn một số những công ty khác. Ở trên đây tôi có bản tin là Target đã mất khoảng 10 tỷ Mỹ Kim trong vấn đề mà họ đã cho bán hàng trong cái tháng mùa hè vừa qua, gọi là Pride Month, tức là tháng dành cho người đồng tính. Và điều này thì cũng không có gì cả. Tuy nhiên, hành động của Target khiến cho họ bị tẩy chay và mất đi khoảng 10 tỷ Mỹ Kim. Quý vị, Target đã mất khoảng 10 tỷ Mỹ Kim trong vòng 10 ngày ở giữa lúc mà thị trường chứng khoán của họ giảm đi, tiếp theo sự tẩy chay liên quan tới cái việc mà họ đã để những cái quần áo của giới đồng tính sát bên cạnh của các quầy hàng cho trẻ em. Target đã mất khoảng 10 tỷ Mỹ Kim trong giá trị thị trường trong vòng 10 ngày, khi mà cái công ty bán lẻ lớn nhất này đã đối diện với một cái sự phản ứng mạnh mẽ trong cái tháng gọi là Pride Month. Trong đó được gọi là một cái tháng của giới đồng tính. Và chuyện gì xảy ra quý vị? Giá trị của họ đã giảm đi, hiện nay là ở mức 160 đồng 96 cent, và có một cái lời kêu gọi tẩy chay rất lớn từ cái trụ sở của công ty này ở tại Minnesota. Quý vị, lý do thật sự người ta không có kỳ thị giới đồng tính, nhưng đó là một cái thế giới khác, và người ta không muốn tiêm nhiễm vào đầu con cái của người ta. Họ không muốn tiêm nhiễm con cái, phải để cho mấy đứa nhỏ nó tự nhiên. Nếu như nó tự nhiên thì cái chuyện đó đương nhiên. Ví dụ như nó biết giới tính của nó đàn ông con trai thì nó là con trai. Còn nếu nó biết nó có một cái khuynh hướng nữ tính thì tự nhiên nó sẽ đi theo cái chiều hướng đó. Không áp đặt, không gieo vào đầu tụi nó những cái tư tưởng này. Nhưng cái đám cực đoan trong giới đồng tính đã chơi cái trò gọi là áp đặt việc giảng dạy về thuyết đồng tính ở trong trường học để tẩy não mấy đứa nhỏ. Và cố tình transform mấy đứa nhỏ, làm cho mấy đứa nhỏ bị hoang mang, không biết mình giới tính nào, trai hay gái, đại khái như vậy quý vị. Đây là cái sự tham lam của thiểu số cực đoan trong giới đồng tính. Và cuối cùng thì như thế nào quý vị? Cuối cùng thì nó chơi tới cái mức trắng trợn là, quý vị biết cái cửa hàng Target là cái cửa hàng mình gọi là một cái siêu thị bán đồ bách hóa, một cái tiệm bách hóa đi, mình gọi là bách hóa thì đúng hơn, là bởi vì nó bán nhiều mặt hàng khác nhau. Thì quý vị, mỗi một cái section bán như vậy thì nó có phân ra, quý vị vào trong chợ Target hay quý vị vào trong Walmart hay quý vị vào trong
Home Depot họ đều phân ra section bán cái gì để cho người ta dễ kiếm. Thì quý vị, thay vì cái đồ của giới đồng tính họ để kín đáo một chút xíu và tránh xa khu vực của mấy trẻ em thì không ai phản đối cả. Và họ có thể ồ quảng cáo lên, ồ tháng sale của chúng tôi về cái tháng dành cho người đồng tính. No problem, không sao cả quý vị. Nếu họ chỉ làm một cách bình thường và kín đáo một chút xíu và gần như là giữ một cái khoảng cách một chút. Đằng này quý vị, target đem đồ của giới đồng tính, tức là những cái đồ tình dục dơ bẩn của giới đồng tính, họ để sát bên cạnh cái quầy hàng của dành đồ chơi cho trẻ em, vật dụng cho trẻ em, tập sách học của trẻ em, nằm cái set sinh của trẻ em, họ để sát kế bên luôn. Tức là một cái hành động cố tình nhồi nhét vô trong đó để cho mấy đứa nhỏ nó nhìn thấy những cái hình ảnh đó. Chính vì vậy mà giới cha mẹ họ phản đối, họ phản ứng rất mạnh. Tại vì họ dẫn con họ đi shopping vào trong cái tiệm target, đang dẫn vô cái line đó, mấy đứa nhỏ chạy qua cái line của đồng tính, rồi nó thấy những cái vật dụng lạ đó, nó không biết là cái gì. Quý vị, cứ tức là cấy vào đầu mấy đứa nhỏ những cái hình ảnh đó rồi. Do đó, ngay lập tức là người ta phản ứng liền. Và khi người ta phản ứng thì target phải đóng cửa 6 cửa tiệm trên toàn quốc. Và cuối cùng thiệt hại, con số mà trên thị trường chứng khoán quý vị thấy, 10 tỷ Mỹ Kim bốc hơi ngay trong vòng 10 ngày. Tức là người ta không đồng ý target làm điều này. Người ta không phản đối giới đồng tính. Nhưng công ty Target là một trong những cái công ty bán lẻ nổi tiếng của Hoa Kỳ. Thì họ phải phân ra section, và cái section đó phải nằm tránh ra. Cũng giống như quý vị nhớ ngày xưa chúng ta đi mướn phim, đi mướn phim mà những cái phim video đó blockbuster gì đó quý vị, họ vẫn giữ được một cái section riêng. Tức là cái nào mà nó riêng tới tính dục hay là tình dục đó quý vị, họ làm một cái phòng riêng và họ cấm trẻ em bước vào. Dưới 18 tuổi không được bước vào đó. Còn tất cả những cái session khác, các em có thể coi phim gì đó, mướn phim gì đó cũng được hết. Nhưng mà riêng cái session của tình dục người lớn là họ giữ riêng trong một cái phòng. Họ đóng thành một cái phòng, một cái session riêng là trẻ em không được bước vào. Thì quý vị, đó là cái quy tắc. Bây giờ nó chơi lật đổ luôn. Nó để sát bên cạnh đồ của trẻ em luôn. Và cái giá phải trả cho target, cái giá phải trả cho target là sự lỗ lã. Bên cạnh đó quý vị, chưa hết, tôi còn có nữa. Quý vị, một trong những công ty truyền thống và gia đình này vốn là gia đình bảo thủ. Họ gốc từ Đức. Họ di dân qua Mỹ cả trăm năm rồi. Và họ sáng lập cái công ty sản xuất bia nổi tiếng Bud Light. Bud Light là một trong những công ty bia nổi tiếng và là một cái truyền thống lâu đời từ bao nhiêu thế hệ của người Mỹ tới bây giờ rồi. Là đi coi thể thao cũng phải có một chai Bud Light. Rồi ngồi nhà coi football cũng một chai Bud Light. Hay là hang around với bạn bè ở ngoài quán bar cũng một chai Bud Light. Hay là ngồi nhậu tâm tình với bạn bè ở sau bắc gia của nhà mình cũng một chai Bud Light. Bud Light được xem là một cái truyền thống, một cái giá trị đẹp của người Mỹ. Nó nói lên cái tinh thần nó ăn nhậu thì không đúng. Ăn nhậu thì tôi không nói là ăn nhậu, nhưng nó là cái biểu tượng của cái mối quan hệ xã hội. Quan hệ với gia đình, quan hệ với bạn bè, quan hệ ở ngoài xã hội. Là cái Bud Light, nó là cái biểu tượng đẹp như vậy. Thì quý vị, nó quen rồi, người ta quen cái đó rồi. Và quý vị thấy những người mà uống bia Bud Light, thật ra Bud Light nó nhẹ lắm. Nó nhẹ hơn Budweiser, nó nhẹ hơn Heineken nhiều lắm. Người Á Châu thì thích Heineken, người Mỹ thì thích Miller, Channel Trap hay là Bud Light hay là Michelob hay là Budweiser, những cái loại bia Mỹ này. Thì quý vị, Bud Light đáng lý họ đang đi một cái hướng rất là tốt. Nhưng mà rồi gia đình của họ bán công ty cho một cái corporation để mua lại. Cái công ty corporation này họ try, họ điều hành toàn bộ cái công ty đó. Cuối cùng quý vị, họ đi chọn một người chuyển giới làm người đại diện. Họ đi lựa chọn một người chuyển giới làm người đại diện cho Bud Light. Điều này nó gây sốc cho tất cả những cái thế hệ của Bud Light. Là bởi vì Bud Light nó là một cái biểu tượng rất rõ ràng. Nó là cái mối quan hệ xã hội của mọi người. Những cái hand out của giới trẻ, hay là những ông già ngồi ở trước cửa nhà cầm một chai Bud Light, ngồi ngắm cảnh người đi qua đi lại với một chai Bud Light. Hay là ở sau bát gia của mình,
hoặc là trong phòng khách ngồi với bạn bè coi một cái trận Super Bowl, thì quý vị, Bud Light hay là Corona hay là Budweiser, đó là những cái sản phẩm bia mà người Mỹ dùng. Nó không có cái ý nghĩa gì khác ngoài cái quan hệ xã hội và nó nối kết tất cả mọi người lại. Bây giờ đi mời một người chuyển giới lên, nó gây sốc cho tất cả những người từng một thời gọi là thần tượng Bud Light hay là có cái cảm tình Bud Light. Họ tẩy chay và cuối cùng quý vị, Bud Light lỗ, lỗ khủng khiếp luôn. Ở đây tôi có cái bản tin đây quý vị. Đây là cái bản tin của công ty Bud Light khi mà họ mướn một người đồng tính, một người chuyển giới tính để làm đại diện cho họ. Bud Light đã bị sai kinh, đó là lý do họ mất trong cái của họ. Và quý vị, gần như là Bud Light đã bị cái mức sale của họ đã bị bán bởi vì cái sự phản ứng của những người bảo thủ trong cái việc mà họ mời cái người chuyển giới có tên là Dylan Mulvaney làm người đại diện cho họ. Và điều này dẫn tới cái gì quý vị? Công ty Bud Light đã bị lỗ khoảng 20 tỷ Mỹ Kim trong cái giá trị thị trường hồi tháng 7. Mất 20 tỷ Mỹ Kim, 27 tỷ Mỹ Kim quý vị. Tới mức mà gia đình của Asher Bush là cái gia đình mà sáng lập ra công ty Bud Light phải lên tiếng. Ok, quý vị bán công ty lại cho gia đình chúng tôi. Quý vị là lèo lái cái công ty này như vậy không được. Quý vị bán công ty đó lại cho gia đình cho chúng tôi đi, để chúng tôi điều hành lại. Quý vị, đây là cái giá trị mà họ đã đánh mất. Họ cố tình thúc đẩy những cái khuynh hướng, tôi nói là cấp tiến quá, cực tả cấp tiến quá, khiến cho tất cả khách hàng của họ phản ứng ngược. Và kết quả họ mất 27 tỷ Mỹ Kim chỉ trong vòng có mấy ngày tháng 7 thôi. Và công ty này phải lay off tới 350 nhân viên. Đây là cái giá phải trả khi mà họ cố tình nhồi nhét cái vấn đề chính trị và những cái chương trình gọi là cấp tiến vào trong cái việc mà lèo lái công ty của họ. Chưa hết quý vị, tôi còn một cái bản tin cuối nữa. Đó là một trong những cái công ty mà gọi là đứng đầu thế giới. Đó là một trong những công ty tài chính gọi là BlackRock. BlackRock là một cái quỹ đầu tư. Và quỹ đầu tư này được mô tả là lớn nhất thế giới. Và BlackRock đã áp dụng cái chương trình gọi là ESG. ESG tức là Environment, Social and Corporate Governance, tức là vấn đề môi trường, xã hội và cái phương cách điều hành của quản lý điều hành. Thì quý vị, họ áp dụng môi trường này và nó đã khiến cho họ bị mất tiền rất nhiều và khiến cho những cái giới bảo thủ họ tẩy chay cái chương trình này. Và BlackRock đang nắm trên thế giới đó quý vị, là cái tổng số tiền đầu tư của họ là khủng khiếp. Tổng số tiền đầu tư của họ có thể là nó rất khủng khiếp. Và bây giờ họ bị mất tiền do thúc đẩy cái nghị trình ESG. Quý vị, BlackRock ESG đã bị mất tiền trong cái việc mà chưa từng có ở trong năm 2023. Cái đó gọi là ESG, tức là Environment, Social and Corporate Governance, tức là cách quản trị công ty. Và BlackRock cho biết là họ đã bị mất đi 13.8 tỷ Mỹ Kim trong tổng số 25 tỷ Mỹ Kim mà họ đã có được một năm trước đây. Và cái shareholder này nói rằng là họ bị rớt tiền và bị mất ít nhất 4 tỷ Mỹ Kim trong cái tài khoá mới nhất do tình trạng nguy hiểm của cái chương trình GSC. Và năm ngoái thì gần như là họ đã giảm đi 22% trong cái nguồn đầu tư của ESG. Và trong đó thì họ báo cáo rất nhiều về cái sự đầu tư của ESG đã bị thất bại và mất tiền. Quý vị, liên tục và chưa kể, quý vị còn nhớ hai cái ngân hàng bị phá sản. Trong đó cái ngân hàng nó gọi là Silicon Valley Bank ở tại Bắc California. Đây là một ngân hàng đi theo cái dạng ESG đó, tức là môi trường, xã hội và phương cách quản trị. Cuối cùng phá sản. Cuối cùng phá sản luôn quý vị. Tất cả những cái dự án nào mà đi theo cái khuynh hướng chính trị khuynh tả được vài năm là bị phá sản, bị mất tiền và khiến cho nhiều nhà đầu tư bị gạt tiền. Thì quý vị, lý do tại sao từ Disneyland cho tới Target, cho tới Bud Light, cho tới BlackRock, những ngành khác nhau này đều liên tục thua lỗ. Đều liên tục thua lỗ và mất tiền của nhà đầu tư. Đơn giản thôi quý vị. Họ đi ngược lại với cái thuyết của Adam Smith, cha đẻ của chủ nghĩa tư bản. Ông đã kiến tạo cái chủ nghĩa tư bản 300 năm nay rồi. Và ông đã làm cho đất nước Mỹ trở nên cái đất nước cường thịnh nhất thế giới.
có thể nói là nền kinh tế của Mỹ bây giờ vẫn là nền kinh tế đứng đầu thế giới. Không có nước nào qua được nước Mỹ cả. Kể cả 27 quốc gia của Liên hiệp Âu Châu cộng lại, kể cả nguyên một nước rộng lớn của Trung Quốc cộng lại, cũng không bằng nền kinh tế của Mỹ. Nền kinh tế của Mỹ vẫn đứng đầu thế giới. Là nhờ cái gì? Là nhờ cái chủ trương tư bản. Chúng ta là một cái nền kinh tế tư bản. Nền kinh tế tư bản, ngành nào ra ngành đó, cái gì ra cái đó, không có trộn lẫn với nhau được. Làm ăn, thương mại, tiền đẻ ra tiền. Nó là kỹ nghệ tài chánh. Thì những người đầu tư vào ngành tài chánh, họ chỉ biết tiền mà thôi. Còn nếu như mà họ muốn làm việc xã hội, thì xã hội là một cái ngành khác, là một cái chapter khác, không dính gì tới làm ăn cả. Quý vị không thể đem cái chuyện xã hội nhét vào làm ăn. Quý vị nói cho tôi nghe đi, ở trên đời này, nếu mà để cảm tình xử sự theo kiểu đó đó, có ai thành công không? Đều được vài năm là tan nát công ty. Ví dụ tôi mở một công ty, tôi mướn những người chuyên nghiệp và tôi đưa ra một cái quy tắc là tôi không cần biết các anh làm cái gì trong giờ làm việc của các anh. Tôi chỉ muốn các anh đạt được mục tiêu mà tôi mướn các anh vào. Anh nói là tôi tăng 5% năm nay, anh nói là sẽ có sáng tạo mới. Thì quý vị, tôi điêu rất rõ ràng. Thì những người đó chỉ hoàn tất công việc của họ đủ rồi. Tôi không cần chuyện gì khác. Thì đương nhiên cái công ty của tôi sẽ thành công. Còn bây giờ tôi mở công ty ra, tôi sợ rằng là tài sản tôi nó sẽ thất thoát ra bên ngoài. Tôi đem cháu tôi vô, tôi đem con tôi vô, tôi đem em của tôi vô, mỗi người tôi phân một vị trí. Nhưng những kẻ này bất tài, không đủ khả năng quản trị, nhưng vì tình cảm gia đình, tôi phải nương họ, cuối cùng tài sản tôi dần dần biến mất. Thì quý vị, làm ăn mình không thể để cảm tình hay vẫn những vấn đề xã hội vô được. Làm ăn là làm ăn. Còn nếu như vấn đề xã hội thì đó là một chuyện khác. Mình có tiền, công ty mình lời, mình có thể đóng góp. Mình có thể đóng góp để thúc đẩy xã hội tốt hơn. Thì cái đó không sao cả. Bây giờ đem vấn đề xã hội vào quản trị công ty. Thì quý vị, banh xác là phải. Thua lỗ là phải. Và quý vị nên nhớ, ở Mỹ này, những người làm ăn khôn khéo, những người làm ăn khôn khéo, họ không mất lòng ai. Ví dụ, họ đóng 50 cho đảng Cộng Hòa, thì họ cũng đóng 50 cho đảng Dân Chủ, họ mua nhà hai bên. Để bên nào lên, họ cũng không sợ hết. Họ không bị khó khăn. Còn Disney, Target hay là Bud Light cố tình đi về một phía. Thì khi quý vị đi về một phía, thì phía còn lại nó chống quý vị. Quý vị mất khách hàng. Nếu quý vị là những người làm ăn. Còn người ta làm ăn, người ta mua hàng hai nhà. Người ta mua hàng hai nhà, ok, năm nay tôi sẽ đóng góp 10 triệu đô la cho đảng Cộng Hòa, thì tôi cũng đóng góp 10 triệu đô la cho đảng Dân Chủ. Thì quý vị, họ không bị vấn đề gì hết. Còn đằng này, họ dồn 20 triệu đô la cho đảng Dân Chủ, thì đương nhiên đảng Cộng Hòa họ nói, ê, vậy là anh muốn trở thành kẻ thù của chúng tôi hả? Go ahead, do it. Và kết quả, thì quý vị, cái lối mà xã hội chủ nghĩa này không thể quản trị đất nước. Chưa có một đất nước nào quản quản trị theo lối xã hội chủ nghĩa thành công cả. Tại vì nền kinh tế tư bản nó có những cái thước đo và nó có những quy tắc của nó để bảo đảm cho cái giữ được cái quality của cái nền kinh tế và giữ được cái sự thịnh vượng. Nó có những quy tắc đặt ra. Chúng ta phải tuân thủ. Bây giờ xóa hết những quy tắc đó. Bây giờ cứ nhân danh là con người, nhân danh là xã hội, phải nâng người này lên, phải nâng cộng đồng kia lên, phải nâng cộng đồng nọ lên. Cuối cùng tan nát hết. Cuối cùng tan nát hết. Ví dụ, tôi đi thuê mướn một kỹ sư thì tôi không cần biết anh ta trắng đen vàng đỏ, miễn làm sao anh ta đáp ứng được cái yêu cầu của tôi mướn ảnh. Tôi không care ảnh là ai hết. Thì đó là quy tắc của ngành tư bản. Còn bây giờ nó nói no. Mấy anh mướn nhiều da trắng quá, phải hạ thấp cái điều kiện xuống để mướn người da đen, mướn người da vàng. Thì khi hạ thấp điều kiện xuống, tại những người kia không đủ qualify thì sao giờ? Bây giờ phải hạ thấp điều kiện xuống cho họ qualify, thì đương nhiên cái toàn bộ cái công ty mình nó cũng bị kéo xuống luôn. Cứ nhân danh là gì? Đa dạng, có nhiều màu da.
quý vị, trong làm ăn và lèo lái cái guồng máy quốc gia và kinh tế, nó không căn cứ vào màu da, nó căn cứ vào khả năng. Đủ khả năng thì ngồi lên, không đủ khả năng đi chỗ khác chơi. Đừng có đem cái màu da của mình ra rồi khiếu nại là nói trong mấy trăm năm, mấy chục năm rồi không có màu da của mình được vào cái vị trí đó. Quý vị, chính điều này nó dẫn tới sự thất bại đó. Rồi những kẻ được đưa vào bắt đầu đem cái ý tưởng của mình về xã hội là cứ nghĩ rằng là đối xử con người, đối xử công nhân giống như là nhau, giống như con người bla 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 bla. Rồi cuối cùng quý vị, banh xác hết. Tại vì sao? Chính những cái điều mà dung dưỡng đó nó làm cho những người đi làm của mình nó ỷ lại. Nó được bảo vệ bởi nghiệp đoàn, công đoàn. Nó được bảo vệ, nó vô chỗ làm, nó không làm đúng công việc của nó. Nó làm cái kiểu cho có lệ thôi. Nó không làm hết mình. Thì dần dần business của mình nó tàn tạ, nó thua là phải. Thì quý vị, đây chính là cái gốc của cái vấn đề, tức là nền tư bản. Nền tư bản có những quy tắc để duy trì sự thịnh vượng. Chúng ta không thể xóa bỏ những quy tắc này được. Bây giờ lấy vấn đề xã hội, môi trường để mà xóa những cái quy tắc này, cho nên họ bị lỗ. Họ bị lỗ đó, quý vị thấy trên quy tắc trong thương trường nó khác. Còn nếu mà đứng về phương diện xã hội, tức là giữa con người với con người, thì quý vị có thể nói bất cứ điều gì cũng được, từ đồng tính cho tới cha mẹ, anh chị em, bạn bè, con cái gì cũng được hết. Không ai nói hết cả, vì nó là vấn đề của xã hội. Nhưng khi bước vào thương trường làm ăn, bước vào lèo lái cái guồng máy của quốc gia, thì phải giữ những quy tắc này. Tại vì vì những quy tắc này nó gìn giữ trật tự ổn định xã hội, và thứ hai là nó giữ cho cái phẩm chất của cái chuyên môn nó cao hơn, và nó giữ cho cái công ty có vị trí cao tới mức như vậy. Bây giờ xóa bỏ những cái quy tắc đó, nhét vào đó nào môi trường, nào xã hội tùm lum hết, quý vị, lỗ là phải. Tại vì chính những điều này nó tàn phá hết tất cả cái nền tảng của tư bản. Nó biến thành xã hội chủ nghĩa, nó biến thành cộng sản mẹ nó rồi. Chính vì vậy mà tôi nói với quý vị là những công ty này lỗ. Những công ty này lỗ, và bây giờ họ phải chính thức họ lên tiếng. Thì vấn đề còn lại là họ hiểu được cái quy tắc của nền kinh tế capitalism. Nền kinh tế tư bản. Nước Mỹ đã khởi đi từ nền kinh tế tư bản. Thì quý vị, nhờ cái nền kinh tế này, nước Mỹ mới nắm được cái guồng máy kinh tế của thế giới, mới tạo được cái hệ thống chuyển ngân của thế giới, mới tạo được tất cả những cái nền tảng phát triển thịnh vượng cho nhiều quốc gia trên thế giới. Bây giờ đi chuyển qua xã hội chủ nghĩa, cứ thấy là nước Đức thành công, nước Pháp thành công. No, họ chưa thành công. Họ chỉ giữ được mặt bằng. Bây giờ quý vị đã thấy Đức và Pháp bắt đầu bất ổn đó. Đừng nghĩ rằng xã hội chủ nghĩa đi lên từ cái hướng tư bản đó là sẽ được đâu. No. Họ giữ được bây giờ, nhưng 10 năm nữa liệu gì họ giữ được? 10 năm nữa nó phá nát toàn bộ cái guồng máy của họ luôn. Nó phá nát toàn bộ guồng máy của họ luôn. Bây giờ thấy là ô, nước Đức sướng quá, được hưởng an sinh xã hội đầy đủ. Nó quánh thuế má nhận không ra. Nó quánh thuế má nhận không ra, rồi nó lấy tiền của người giàu nó nuôi người nghèo. Thì nghĩ là cái phương pháp này là tốt hả? Không có đâu. Cái phương pháp tốt nhất mà mọi người đều có tài sản, mọi người đều tạo ra tài sản, đó mới là phương pháp lâu dài. Còn cứ lấy người giàu chăm cho người nghèo, lấy người giàu chăm cho người nghèo, thì quý vị, từ từ nó cũng cạn, rồi từ từ nó cũng xảy ra xung đột. Và người nghèo sống ỷ lại, tới lúc mà họ nổi loạn lên, khó đỡ lắm. Còn cái chủ trương mà ai cũng có tài sản, ai cũng tạo ra tài sản của mình, đó là chủ trương của tư bản. Ít nhất nó không phải là một cái nền kinh tế perfect nhất. Nhưng bây giờ ngoài nó ra không có một cái hình thức nào, không có một cái mô hình nào hơn nó hết. Không có một cái mô hình nào hơn nó hết. Do đó quý vị, những cái kẻ ở Mỹ này lèo lái cái công ty của họ, lèo lái corporation của họ theo cái hướng xã hội chủ nghĩa, họ chuốc lấy thất bại và đã diễn ra trước mắt. Và sự thất bại này chỉ là mới khởi đầu thôi.
nó còn đi tới những cái cơn khủng hoảng chia rẽ trầm trọng trong công ty của họ nữa. Nếu họ tiếp tục đi theo cái gọi là đường hướng về kinh tế xã hội chủ nghĩa trá hình. Và điều này khẳng định cho quý vị thấy, nền kinh tế tư bản tuy nó chưa phải là một cái mô hình hoàn toàn gọi là không có khuyết điểm, nhưng ít nhất nó là một cái mô hình tốt nhất bây giờ, không có ai hơn được nó. Không có cái mô hình nào hơn được nó cả. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay về cái mô hình của tư bản và những công ty đi ngược vào lại mô hình này bây giờ đang lãnh cái hậu quả rất lớn. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!